vừa qua, Không quân Mỹ đã lần đầu tiên đăng tải video cho thấy họ đang thử nghiệm oanh tạc cơ B21 Raider. Thước phim đã ghi lại hình ảnh chiếc B21 Raider tăng tốc rồi cất cánh từ đường băng ở căn cứ Không quân Edwards tại bang California. Video sau đó chuyển sang cảnh chiếc B21 hạ cánh, không có hình ảnh phi cơ bay trên trời. Không quân Mỹ cho biết, bay thử là bước quan trọng trong chương trình thử nghiệm, khẳng định dòng B21 có khả năng sống sót cao, đủ sức vượt qua lưới phòng không và tập kích mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, giúp Washington cùng đồng minh chống lại các hành động gây hấn và tấn công chiến lược. B21 Raider là máy bay ném bom mới đầu tiên của Mỹ trong hơn 30 năm. Tuy nhiên, hầu hết mọi khía cạnh của chương trình phát triển B21 Raider đều được giữ kín. Hồi tháng 12 năm 2022, B21 Raider chính thức được trình làng sau nhiều năm bí mật phát triển. Theo AP, sự kiện ra mắt B21 Raider diễn ra tại nhà máy 42 của Không quân Mỹ ở Pamdan và được kiểm soát chặt chẽ. Trong lễ ra mắt chiếc oanh tạc cơ này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã mạnh mẽ tuyên bố không có máy bay ném bom nào sánh kịp với B-21 Raider về tầm bắn. Máy bay này không cần phải hiện diện tại chiến trường và không cần hỗ trợ nhưng vẫn khiến bất kỳ mục tiêu nào có thể gặp rủi ro. Các radar của hệ thống phòng không tiên tiến sẽ khó phát hiện được B-21 Raider. B-21 Raider còn có biệt danh là sát thủ tàng hình. Là mẫu máy bay ném bom đầu tiên được Mỹ ra mắt kể từ thập niên 1980, thời điểm dòng B2 Spirit được đưa vào biên chế không quân nước này. Nhà sản xuất và nghiên cứu Northrop Grumman từng tuyên bố đây là oanh tạc cơ tàng hình thế hệ 6 đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới. B-21 Rider có chiều dài 20m, chiều cao 5m, sải cánh 50m, trọng lượng cất cánh tối đa 170 tấn, tốc độ hành trình 750 km h tốc độ tối đa 999 km h trần bay 15.000m. Dù tính năng chưa được tiết lộ nhiều, nhưng B21 nhiều khả năng được tích hợp công nghệ tàng hình tối tân nhờ phủ lớp polymer sử dụng công nghệ tiên tiến trên bề mặt vỏ máy bay. Ngoài ra, nó còn có khả năng hoạt động tầm xa, mang theo nhiều loại vũ khí và có thể sẽ có năng lực tự động hóa. Ngoài việc mang nhiều bom đạn, B21 Rider được cho là anh tạc cơ thông minh về cảm biến, có thể kết nối mạng và năng lực hợp nhất dữ liệu cùng khả năng phát động chiến tranh điện tử cũng như trinh sát. Theo Northrop Grumman, chiếc B21 Rider được phát triển tương đối nhanh chóng Họ chỉ cần 7 năm để cho ra mắt loại oanh tạc cơ này, trong khi các chương trình máy bay chiến đấu và tàu chiến mới khác cần tới hàng thập kỷ. Tính tới năm 2023, có 6 chiếc B-21 Rider đã được sản xuất với chi phí khoảng 700 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc. B-21 Rider được coi là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm hiện đại hóa 3 thành phần của bộ ba hạt nhân bao gồm tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ hầm chứa, đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược mang theo vũ khí hạt nhân. hãng tin Suspin của Ukraine dẫn nguồn tin tình báo từ Kiev cho hay những người vận hành UAV từ cơ quan an ninh Ukraine, SBU, Tổng cục tình báo quân đội Ukraine, GUR và lực lượng hoạt động đặc biệt Ukraine, SSO vừa thực hiện cuộc tấn công kho vũ khí của Nga ở Toropets, vùng Tiver. Reuters cho biết cuộc tấn công đã gây ra vụ nổ được ghi nhận như một trận động đất nhỏ trên các hệ thống giám sát. Giới quan sát cho rằng Mặc dù không nhận trách nhiệm, nhưng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công UAV vào các địa điểm quân sự trên khắp nước Nga. Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau cuộc tấn công đã tiết lộ mức độ tàn phá đối với cơ sở quân sự này của Nga. Các hình ảnh từ Planet Labs chụp được cho thấy khói bốc dày đặc lên bầu trời. Các hình ảnh vệ tinh của NASA đã ghi lại các dấu hiệu nhiệt trên hầu hết khu vực đặt kho vũ khí của Nga mà Suspin cho biết có chứa tên lửa Iskander, tên lửa đạn đạo tochka u và tên lửa phòng không và đạn pháo. Người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, ông Andriy Kovalenko cho rằng, địa điểm này cũng có thể đã lưu trữ các hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, tên lửa phòng không S-300 và S-400. Nga đã nhiều lần sử dụng tên lửa Iskander để tấn công các cơ sở hạ tầng của Ukraine, trong khi Tochka-U được sử dụng trong các cuộc tấn công vào nhà ga xe lửa Kramatorsk vào tháng 4 năm 2022. Chúng đều là các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Các nguồn tin của Suspin cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở quân sự của Nga đang làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Moscow và Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các địa điểm hậu cần trong lãnh thổ Nga sẽ tạo ra áp lực hoạt động lớn hơn đối với quân đội Nga ngoài việc phá hủy riêng lẻ các kho đạn dược và cơ sở hậu cần. isv cho biết, các cuộc tấn công của HIMARS mà Ukraine thực hiện nhằm vào các kho đạn dược của Nga năm 2022 đã buộc các lực lượng của đối phương phải phân tán các kho đạn và điều này làm suy yếu hoạt động của họ. ISW cũng nhận định các cuộc tấn công lớn hơn như cuộc tấn công của Toropets có thể khiến Moscow phải hành động tương tự. Cục diện xung đột nga-Ukraine trong một tháng qua đang nghiêng về Moscow. Lực lượng nga đã đẩy mạnh tấn công trên hướng Pokrovsk thị trấn Pokrovsk đứng trước nguy cơ cao trùng số phận u ám giống các đô thị khác ở khu vực Đông Donbass như Sievierodonetsk và Bakhmut, tức các Mới đây, cây Redoka cho biết quân đội Nga RFAF phá hủy các cây cầu quanh Pokrovsk để chặn đường tiếp vận của đối phương, chuẩn bị tấn công cụm đô thị kiên cố. Ý đồ của họ là cắt rời quân đội Ukraine, AFU, đồn trú trong thành phố, không cho phép tăng viện hoặc rút lui pháo binh Nga ngay lập tức đánh sập ba cây cầu đường bộ bắc qua đường dây ở Pokrovsk, bao gồm cầu vượt đường cao tốc M30 trên khu vực phía tây thành phố. Sau đó, lực lượng Moscow đã tiến hành cuộc tấn công hỏa lực vào nhà ga Udachnaya và các kho chứa đạn dược, nhiên liệu và chất bôi trơn nằm cạnh đó, cũng như các thiết bị quân sự khác. Những cuộc tấn công như vậy và hậu phương của lực lượng Kiev cho thấy Nga đang chuẩn bị tấn công vào khu vực đô thị đông đúc. Liên quan đến tình hình giao tranh ở Kursk, quân đội Nga đang tích cực tiến vào khu vực các khu định cư Vnestaponye, Biakhovo và Obukhoka ở quận Korenevsky và củng cố vị trí của họ. Theo các nguồn tin mở, giao tranh cũng đang diễn ra ở phía đông bắc Lyubimovka. Quân đội Nga đang tiến về nhiều hướng và bất chấp sự kháng cự ngoan cố của lực lượng Ukraine, những thành công rõ ràng đang được ghi nhận trong quá trình tiến quân của quân đội. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện tại không có ý định giành quyền kiểm soát các khu định cư mới ở Kursk, mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc giữ vững các vùng lãnh thổ đã kiểm soát trước đó và củng cố các tuyến phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga, bất chấp tổn thất nặng nề về cả nhân lực và vật lực. Chấp thời cơ Ukraine rơi vào bẫy lửa từ Thersk, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực theo nhiều hướng, đẩy lùi lực lượng vũ trang đối phương và tiến vào các khu vực mới của mặt trận. Ngay cả các nguồn thông tin của Ukraine gần đây cũng thừa nhận những thành công của lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ nước này, đặc biệt theo hướng Torezk các nhóm tấn công của Nga đã tiến vào phía nam thành phố Toresk. Trong một cuộc tấn công mạnh mẽ, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã có thể kiểm soát một phần của tiểu khu Zabanka. Quân đội Nga cũng đã đạt được những kết quả tích cực theo hướng Chashovya. Ngoài ra, theo hướng Kubiansk, quân đội Nga chỉ còn cách sông Oskol 3 km. Nếu Nga thành công đến được bờ đông phía nam Kubiansk, các tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông vùng Kharkov sẽ bị cắt thành hai phần và dễ bị công phá hơn. Theo cuộc điều tra thực hiện mới đây tại Ukraine, ngày càng nhiều người dân nước này mệt mỏi vì xung đột quân sự và họ chấp nhận đàm phán, từ bỏ một phần đất đai để bảo toàn sinh mạng và có được cuộc sống bình yên. Một nhóm giáo sư các trường đại học Mỹ và Anh đã quan sát tâm lý, tình cảm của người Ukraine trong nhiều năm. Hồi tháng 6 và tháng 7 năm 2024, họ hợp tác với Viện Xã hội học quốc tế Kiev, KIIS, để thực hiện một cuộc thăm dò dư luận qua điện thoại đối với 2.200 người đại diện cho dân chúng đã trưởng thành ở các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát. Cuộc thăm dò này kế tiếp cuộc điều tra xã hội từ tháng 10 năm 2022. Kết quả điều tra lần này cho thấy người dân Ukraine lo lắng về tình trạng mệt mỏi do xung đột kéo dài và có sự gia tăng số người ủng hộ đàm phán với Nga, chấp nhận nhượng đất cho Nga để có được hòa bình thái độ của người dân Ukraine đối với việc nhượng lãnh thổ đã bắt đầu thay đổi, dù là ở mức độ nhẹ. Đa phần người dân nước này phản đối việc nhượng đất kể từ năm 2014, nhưng cuộc điều tra toàn diện và thường kỳ của riêng KIIS đã cung cấp bằng chứng về việc có nhiều người Ukraine, khoảng 1 phần 3 số người Ukraine thừa nhận rằng nhượng lãnh thổ là điều cần thiết. Vào năm 2022, chỉ 11% đồng ý với việc cố gắng đạt một thỏa thuận song phương về ngừng bắn tức thời có điều kiện và bắt đầu thương lượng năm 2024 tỷ lệ tăng lên thành 31%. Việc tiếp tục xung đột vũ trang bị coi là mang lại nhiều rủi ro hơn so với phương án chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ, điều có thể giúp bảo toàn mạng sống người dân, bảo đảm chủ quyền của Ukraine và bảo vệ an ninh của Ukraine trong tương lai. Nghiên cứu gần đây của KIES cho thấy trong kịch bản đàm phán giả định, quan điểm của người dân về tầm quan trọng của bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ có thể phụ thuộc vào bất cứ thỏa thuận khả thi nào có khả năng bảo vệ những điều khác mà người dân quan tâm. Trong 2 năm rưỡi qua, xung đột Nga-Ukraine tàn khốc đã ảnh hưởng cuộc sống thường nhật của đông đảo người dân Ukraine. Nhiều người trong số họ, 43% tin rằng xung đột này sẽ kéo dài thêm ít nhất là một năm nữa. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy người dân Ukraine thừa nhận tình trạng mệt mỏi do xung đột và kết quả này là nhất quán với các báo cáo khác. Theo kết quả điều tra, Người Ukraine vẫn lạc quan rộng rãi về việc phương Tây tiếp tục viện trợ cho nước này, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với hồi tháng 10 năm 2022. Hiện nay, 19% tin rằng sự ủng hộ của phương Tây tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ này giảm xuống từ mức 29% vào năm 2022, còn 35% tin rằng sự ủng hộ sẽ giữ nguyên, giảm từ mức 41% hồi năm 2022. Tuy nhiên, số người tin rằng viện trợ phương Tây sẽ ngừng đã tăng lên mức 13%, so với chỉ 3% vào năm 2022. Nhóm điều tra chia những người được hỏi làm hai nhóm. Với nhóm thứ nhất, họ hỏi quý vị có chấp nhận để Ukraine nhượng một phần lãnh thổ để chấm dứt xung đột hay không? Câu trả lời có được khoảng 24% đối tượng đưa ra. Với nhóm thứ hai, họ hỏi quý vị có chấp nhận để Ukraine nhượng một phần lãnh thổ để cứu mạng sống và chấm dứt xung đột thì có tới 34% đối tượng trả lời có. Như vậy, nhượng lãnh thổ gắn với cứu sinh mạng và điều này gia tăng sự ủng hộ của người dân ukraine cho giải pháp nhượng đất để đổi lấy hòa bình